Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của Shop Dẹp 88. Hôm nay là ngày 18 tháng 3 2021 thì tiện thể em có xuất đi hai chiếc xe, một chiếc xe khách và một chiếc Việt Tân Mai Hà Nội. Thì em làm video gửi đến các bác, những bác nào đang quan tâm đến những cái mẫu xe đạp có thể chọn cho mình một chiếc xe đạp ưng ý đạt cho đầu xuân. Thì đây là chiếc Chinix Free 2.0 màu xanh xi măng. Màu xanh xi măng khung nhôm, con này được ship về Nho Quan Ninh Bình. Chiếc xe này em đã bọc rất là kỹ rồi, rất là kỹ càng. Nói chung chiếc xe này cấu hình thì cực kỳ ổn định luôn, với giá tầm 6,1 triệu. Con này giá tầm 6,1 triệu các bác nhé, và đã được giảm giá đấy, được giảm mấy phần trăm nhé. Thì được một bác ở Nho Quan Ninh Bình đặt hàng. Thì mẫu xe này thì thiết kế khung nhôm dây âm sườn này, khung nhôm dây âm sườn hoàn toàn luôn này, cả dây đề dây phanh đều âm sườn này, phanh là phanh đĩa nhé. Con này sử dụng nó là phanh đĩa cơ. Và bộ chuyển động của xe dùng bộ chuyển động Shimano Toley, gồm cả đế trước Shimano Toley, củ đế sau là Shimano Toley. Con này sử dụng 3 tầng đĩa, 8 tầng níp. Đấy. Mẫu xe này thì dành cho những bác nào cao từ 1m55 trở lên đi được rồi. Là một mẫu touring. Giá 6,1 triệu rất là rẻ. Còn chiếc thứ hai là chiếc Gian Atec 830. Con này thì cấu hình cao các bạn. Con này thiết kế khung nhôm, dây âm sườn đề Antut, phanh dầu Techo. Bác này ngoài ra bác lắp thêm cả chân trống nhá, chân trống gian này, vì con này không có chân trống. Đấy, ngoài ra cả chắn bùn gian này đi cho đỡ bắn trời mưa này. Đấy, rất là nhiều cái mẫu xe mà bên em đang có chương trình sale đầu năm. Như chiếc này là Gian Atec 830, 11.550.000 và đang được sale giảm 5%, giảm hẳn 5% nó rơi tầm 10,9 triệu. Đấy, giảm hẳn 600.000 chiếc xe này. Còn cái chiếc kia 6,1 triệu thì giảm chắc thì còn rơi tầm 5,8 triệu, 9 triệu, giảm 200-300.000. Nói chung là đầu năm thì những chiếc xe này vẫn em vẫn được có chương trình giảm giá. Bác nào mà muốn mua xe này có thể trực tiếp qua cửa hàng bên em. Các shop cửa hàng như Cầu Giấy này, Thanh Xuân cũng như là Vạn Phúc Hà Đông để chọn xe. Hoặc đặt online bằng cách alo hotline 0933 522 186 hoặc 0936 307 317 để đặt hàng. Bên em sẽ giao tận nhà. Yêu cầu là nhận tại nhà, các bác yên tâm là xe thứ nhất là sẽ được bọc nguyên chiếc, lắp nguyên y vẹn ở trong thùng đi ra này. Thứ hai là nếu xước sát mà bị lỗi thì các bác có thể đổi luôn, không phải lấy, vì các bác nhận xe tại nhà mà chưa thanh toán, nên các bác có thể là yêu cầu đổi xe khác. Còn về những chiếc xe mới khác thì các bác cứ yêu cầu cần có thể quay video như em này. Đây là những khách hàng này yêu cầu quay video trước khi gửi đi cho anh này. Em sẽ quay chi tiết này, sự tay phanh tay đề là loại nào này, nó có bị nhầm lẫn hay không này, thụt dầu này, có một khóa điều chỉnh ở trên tay không này, hãy đắp đủ đồ tặng cho anh như này, đồ anh mua thêm là có chưa, càng gì. Nói chung là em sẽ quay chi tiết để gửi tất cả các bác nào mà đặt hàng online. Bây giờ công nghệ các bác ngồi nhà các bác đặt hàng nó chính xác, nó không như ngày xưa. Như ngày xưa thì đặt nhiều khi nhiều shop nó giao ảo, xe đạp này nó lớn, giá trị nó lớn hơn gần chục, hơn chục triệu đồng, 6-7 triệu đồng thì không ai dám làm nhái cho các bác cả. Nên các bác yên tâm đặt hàng online. Các bác nào muốn mua xe cứ alo online bên em 0933 522 186. Cảm ơn các bác dành ra để xem video. Xin chào các bác.